Bao nhiêu kìa? Đó, em nói cả nhà nghe là cái lỗi sử dụng lại nội dung là nó như thế. Còn em sẽ nói cái gì nữa? Tại vì nhiều khi em có nói thì khán giả, những người cần thì họ sẽ không thấy được cái nội dung của mình đâu. Em biết cái điều này, nhưng mà những cái bạn trẻ thì các bạn rất là giỏi. Em nói cái gì là các bạn làm được liền à. Rồi cái các bạn cũng qua Zalo cũng như là các bạn cũng cũng mời em xem rồi kiểm tra rồi cũng hỏi rất là nhiều. Thì thật ra là cái trên này là cái nhà sáng tạo thì cũng có những cái quyền của nhà sáng tạo, cũng như là cũng phải tuân thủ chính sách pháp luật sở tại và một vài cái nội dung liên quan, và đặc biệt đó là không có lợi dụng cái chiến tranh Nga và Ukraine trong khoảng thời gian hơn 2 năm để kiếm tiền trên YouTube. Thì đó là cái chính sách của YouTube. Rồi và thêm nữa, khán giả người xem thì thật ra là có rất là nhiều khán giả, và có rất là nhiều bạn, cũng có rất là nhiều cái tài khoản khác nhau đấy, nhưng hầu như là em kiểm tra thì rất là ít người làm sáng tạo. Nhưng bắt buộc các bạn phải tuân thủ, bởi vì khi mà mình có Gmail á là chắc chắn là mình phải tuân thủ cái chính sách về Gmail, cũng như là tuân thủ cái chính sách của Google, và bắt buộc các bạn phải tạo tài khoản. Thứ nhất là nó có định danh, thứ hai nữa là để mình tuân thủ cái chính sách dành cho khán giả người xem, để duy trì được một cái nền tảng gọi là lành mạnh, năng động và giá trị. Thì thực ra em chỉ làm một mảng nhỏ ở trên nền tảng này thôi. Còn ở trên nền tảng này nó có rất là nhiều cái nội dung khác, ví dụ như là sinh tồn, về kỹ năng, về tin tức, về xã hội, về buôn bán, về kiến thức thì nó có rất là nhiều kiến thức, về nấu ăn thì nó cũng có rất là nhiều cái nội dung nấu ăn, về sách báo thì cũng có rất là nhiều nội dung tin tức, thì không phải là tin tức ở Việt Nam không, mà tin tức thế giới, tin tức nước ngoài tùy theo cái quốc gia, ví dụ như vậy. Rồi thêm nữa là thông về cái video giải trí nè, rồi về phim nè, rồi tư liệu nè, rồi nó có vô vàn những cái thứ mà mình cần. Mình chỉ cần biết một cái điều gì đó, một cái thuật toán hay là một cái từ nào đó mà mình cần, mình chỉ cần lập tức search lên Google, có nghĩa rằng là nó sẽ đề xuất những cái kênh YouTube liên quan. Đấy, thì một trong những cái kênh YouTube như thế là nhờ những cái anh em nhà sáng tạo, họ đã dành cái thời gian của mình và họ tốn kém chi phí để họ hoàn thành nó, để phục vụ cho khán giả người xem, mà khán giả thì rất là đông. Nhiều khi cũng không biết ai để phục vụ, cho nên là YouTube họ cũng mở ra cái gói hội viên để cho những cái bạn mà thực sự quan tâm yêu thương chủ kênh, hoặc là quan tâm và yêu thương cái nhà sáng tạo, thì người ta có thể là có những cái đặc quyền mà không phải là khán giả nào cũng có. Đó là ví dụ. Thì những cái nền tảng khác nó cũng liên quan với nhau, nó cũng có những cái chính sách, nó cũng có những cái nguyên tắc riêng, nhưng thực ra về cơ bản, về quy trình thì nó cũng tương tự nhau thôi. Nếu như mình làm được một cái này thì chắc chắn là mình sẽ làm được cái khác. Đó,
Vấn đề là nó nằm ở cái chỗ là thời gian để mình tìm tòi, mình nghiên cứu, mình học hỏi thì chắc chắn